Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 201, Vương Hoàng giải thích. Trong tiếng nghẹn ngào của Trần Dung, Vương Hoàng rũ mắt, chàng nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của nàng, thấp giọng nói, nàng không bị trúng độc. Giọng nói của chàng rất nhẹ, trên đao kia không hề có độc. Tiếng khóc thút thít của Trần Dung tức thì ngừng lại. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, trên mặt vừa là vẻ khiếp sợ, vừa là mừng rỡ như điên, nàng không thể tin vào lỗ tai của mình chàng nói cái gì? Vương Hoàng vuốt tóc nàng, đặt môi lên chán nàng, thấp giọng nói, nàng chưa từng trúng độc. Lần này, rốt cục Trần Dung tin tưởng lỗ tai của mình, thì Thảo nói, ta chưa từng trúng độc. Nàng đem mặt chôn ở trong lòng chàng, thì Thảo không ngớt, ta không bị trúng độc, không có, ta sẽ không chết. Trong khoảng thời gian ngắn, sự mừng rỡ vì còn sống như sóng xô va vào nàng. Trần Dung vừa khóc vừa cười một hồi khi vương hoàng ấn mạnh nàng một cái nàng mới nằm yên xuống nhắm hai mắt lại ngay cả nhắm hai mắt nàng vẫn vui mừng lẩm bẩm hóa ra ta sẽ không chết nói năng lộn xộn một lúc trần dung đang kích động dần dần bình tĩnh trở lại nàng vừa mới chuyển biến tốt vừa kích động lại ảnh hưởng đến thương thế cắn răng nhịn đau trong ánh mắt nóng bỏng chăm chú của vương hoàng nàng chậm rãi nhắm hai mắt đi vào giấc ngủ giấc ngủ này không biết tốn mấy canh giờ khi trần dung tỉnh lại vương hoàng vẫn ngồi bên tháp ôn nhu nhìn nàng đối diện với hai mắt mở to của nàng chàng mỉm cười thỏa mãn mà thả lỏng tay nàng cũng đang nằm trong tay chàng năm ngón tay giao nhau nàng có thể cảm giác được mồ hôi ẩm ướt nơi lòng bàn tay chàng trần dung cười lại với vương hoàng tò mò hỏi thất lang cửu công chúa kia rõ ràng nói đã bôi kịch độc lên thân đao mà. Nàng ta chuẩn bị mới đến, tại sao kế hoạch chu toàn lại thất bại? Với tính cách của nàng ta sẽ không để thế đâu. Giọng nói của nàng trong trèo, thả lỏng, lộ vẻ nghi vấn. Vương Hoàng vẫn rũ mắt. Giờ phút này, tóc chàng xóa tung quanh áo choàng, nét mặt tuấn giật thanh hoa tỏa sáng quý khí bức người, quần áo trắng tinh không nhiễm một hạt bụi. Nghe thấy câu hỏi của Trần Dung, lông mi chàng khẽ rung, nhưng không hề trả lời. Trần Dung đợi một lúc, cũng không thấy chàng đáp lời, không khỏi nhìn về phía chàng, ngạc nhiên hỏi, tại sao thất lang không đáp. Tim vương hoàng nhảy nhót. Sau một hồi, chàng thấp giọng trả lời, ta cũng không biết. Hóa ra cũng có chuyện mà thất lang không biết. Trần Dung chớp mắt, nàng còn nói thêm, ta đã giết cửu công chúa, tư mã thị cứ thế buông tha cho ta sao? vương hoàng lắc đầu nói không phải trần thị a dung đã trúng độc không biết còn sống được bao lâu nữa hiện tại nàng chính là khanh khanh của vương hoàng ta lần này trần dung hoàn toàn giật mình nàng cả kinh kêu lên chẳng nói thế nhân đều cho rằng ta đã chết đạo quan của nàng thôn trang mà bệ hạ ban cho nàng ruộng tốt còn có đại huynh đám người bình ẩu cũng không thuộc về nàng nữa sao từ nay về sau nàng không thể xuất hiện trước mặt người đất, cơ thế vô thanh vô tức sống qua ngày ư. Càng nghĩ, sắc mặt Trần Dung càng tái nhợt, nàng nhìn Vương Hoàng chăm chú, môi giật giật. Sau một lúc lâu, nàng nhắm hai mắt. Trần Dung cũng không ngốc, trên thực tế, đã sống hai kiếp, sau khi đã chìm nổi qua bao sóng gió, nàng đối với thế sự, đối với lòng người cũng có một chút kinh nghiệm. Lúc này nàng chỉ hận suy nghĩ của mình quá mức tỉnh táo. Chỉ cần cân nhắc lại nàng đã phát hiện mọi biện hộ đều là vô lực, chỉ có một lời giải thích là thông suốt. Vương Hoàng cảm giác bàn tay bé nhỏ trong tay mình bắt đầu trở nên lạnh lẽo, chàng vội vàng nắm chặt, bất an kêu gọi, "A Dung." Trần Dung đặt tay lên bụng mình, trầm mặc một hồi lâu, nàng cúi đầu, giọng nói mờ mịt vang lên, "Thất Lang, vừa rồi lão nhân đầu bạc kia là đại phu sao?" "Đúng vậy." Trần Dung chậm rãi nghiêng đầu, nàng lặng lặng nhìn chàng khẽ hỏi, vậy thất lang có biết ta đã mang thai ba tháng không? Như nàng đã đoán, vương hoàng gật đầu. Im lặng nhìn chàng, Trần Dung khàn khàn cười, nàng thì thào nói, để ta ngất đi, là thất lang nhất thời này lòng tham, hay là giọng nói của nàng vô cùng bình tĩnh, hay là thất lang sớm đã có mưu kế? Chàng vừa mới trả lời rằng mình không biết, nhưng chỉ chớp mắt, Trần Dung đã hỏi trắng ra nghi vấn mà chàng không thể trốn tránh vương hoàng nghẹn lời chỉ có ít hầu chuyển động lên xuống chàng cúi đầu tùy ý để tóc rủ xuống phủ trên người trần dung dưới lông mi dài hai mắt chớp chớp chàng không trả lời trần dung khẽ cười chỉ nở nụ cười hai tiếng nàng đã dừng lại chua chát nuốt xuống nàng mấp máy môi rồi cúi đầu gian nan nói trên đao vốn bôi kịch độc là thất lang đổi đi đúng không vương hoàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng chàng nhìn nàng ánh mắt vẫn trong sáng cao xa, còn có ôn nhu chiều mến. Chàng nắm chặt ngón tay nàng đang rút về, từ từ, nói với tư thái ung dung, sau khi trở về từ thành Nam Dương. Không, một khắc khi bóng dáng hai người chúng ta xuất hiện ở ngoài thành kiến khang, mọi ánh mắt đều dõi theo nàng và ta. Ta đánh bại mộ dung khác hai lần, đã danh chấn thiên hạ. Đối với việc kế nhiệm tộc trưởng trong vương thị, trong trường già cũng có không ít người ủng hộ, dân chúng, giới thanh lưu, đám danh sĩ, bọn họ lại càng ủng hộ. A à Dung, lúc đó ta đã tức giận mắng địa vị tộc trưởng của Vương Thị chỉ là một khối thịt thối, ngay cả ta đã biểu lộ ta không có dã tâm làm tộc trưởng thì cũng có người lo lắng. Huống chi, người tấn không thiếu gì cả, chỉ thiếu một người biết bày mưu tính kế thảo quân sự. Mà người như ta mới xuất hiện, cũng đánh vỡ cân bằng mà các đại gia tộc khổ tâm duy trì. Hơn nữa, những năm gần đây ta làm việc tùy hứng, đắc tội với rất nhiều người. Chàng lặng lặng nhìn nàng, nhẹ nhàng nâng tay nàng đặt bên môi hôn, mị nhãn như tơ nhìn nàng, giọng nói của chàng khàn khàn mà triền miên, thanh danh bên ngoài của ta là trường tử của vương thị, nhiều người hận nhưng kiềm chế lẫn nhau, không có người nào dám động vào ta. Người duy nhất bọn họ dám ra tay chính là nàng, ra tay với nàng sẽ làm ta thất thố, nói không chừng còn có thể khiến ta giận dữ phát cuồng. Sau khi làm ra chuyện không thể vãn hồi sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Nói tới đây, chàng rũ mắt nghiêng người, sau khi hôn lên giữa trán Trần Dung, giọng nói ôn nhu tựa như gió xuân của chàng từ từ truyền đến, trong lúc này, người yêu ta hay hận ta đều muốn đẩy A Dung vào chỗ chết. Điều duy nhất ta có thể làm là thuận thế rong buồm, để khanh khanh chết đi. Chàng không chấp mắt nhìn nàng, yết hầu chuyển động, cúi đầu, chậm rãi nói, đúng, người của ta đã bẩm báo, cửu công chúa muốn giết nàng, ta phái người đổi đao, khi ám sát, người của ta dùng hòn đá đánh chật đao ra, nàng sẽ không bị đâm vào chỗ yếu hại. Ngay cả việc tả hạc đình phái người đi gọi đại phu, cũng là ta an bài ngô đại phu ra mặt, truyền tin tức giả vào trong cung. Mà nguyên chân nhân thì bị ta bắt đi, ta chỉ là, giọng nói của chàng run rẩy tiếp lời một cách gian nan, ta chỉ là không biết, nàng sẽ bị thương nặng như thế, hôn mê suốt một ngày. Cũng không biết, nàng muốn gánh họa cho ta, tự tay giết chết cửu công chúa. Trần Dung không hề chớp mắt nhìn chàng khẽ hỏi, hài tử, khi nào thì chàng biết ta có hài tử. Vương Hoàng lại cúi đầu rũ mắt, một lọn tóc rơi xuống, nhẹ nhàng lắc lư. Một hồi lâu, chàng nhẹ nhàng nói, kinh nguyệt của nàng không đến, ta đã biết. Sắc mặt Trần Dung tái nhợt, nàng thì thào nói, chàng đã sớm biết ta đã mang thai. Đúng vậy, Trần Dung cười khàn khàn, có chút vô lực, cũng có chút khổ sở nói, thất lang, chàng không sợ rằng một đau kia sẽ giết chết hài tử sao. Vương Hoàng cũng cười, chàng nhẹ nhàng trả lời, không có thì thôi, ta chỉ cần A Dung. Lời này vừa thốt ra, khiến cho Trần Dung sợ ngây người. Nàng mở to mắt nhìn chàng, hai hàng lệ từ từ chảy ra, giọng nói thập phần thê lương, thất lang, hài từ kia là cốt nhục của chàng mà. Chàng không cần nó sao? Chàng cảm thấy nàng không xứng sinh hài tử của chàng sao? Chàng không sợ rằng sau khi bị thương, về sau nàng không thể sinh con nữa sao? không phải như nàng nghĩ đâu. Vương Hoàng lắc đầu, chàng lặng lặng nhìn Trần Dung, nói: đương kim thế gian, sinh giả nhiều khổ, lao giả nhiều bi, tầm thường giả khả sát. Ta không muốn để cho hài tử của ta sống ở điều này làm cho không người nào lực thế đạo. Vốt ve môi Trần Dung, chàng khẽ mỉm cười, sóng mắt lúng liếng, lộ ra mỹ ý, nói đến nói đi, A Dung có hài tử rồi sẽ không như yêu ta, trân trọng ta như xưa nữa. Ta không thích. Trần Dung há miệng không dám tin mở to mắt nhìn Vương Hoàng rồi nàng cười khổ nói, không có hài tử, ngay cả làm thiếp của chàng ta cũng không đủ quy cách. Không đợi nàng nói xong, Vương Hoàng đã bật cười một tiếng, ngắt lời nàng, đó là cái nhìn của thế tục, không phải của ta. Chàng nhìn nàng, mày nhíu lại, gần từng tiếng nói, lời nói của trượng phu, nhìn vàng không dễ mua, huống chi một lời thề. A à Dung, ta đã hứa với nàng, đã lập lời thề, cuộc đời này sẽ không phụ nàng về sau đừng nói lung tung nữa. Thái độ của chàng kiên quyết lạnh lùng, môi trần dung mấp máy, cuối cùng không hề hỏi thêm. Nàng quay đầu, kinh ngạc nhìn đỉnh tháp, cảm giác đau nhóc khi bị cửu công chúa kia đâm trúng, tuyệt vọng cùng sợ hãi khi nghe nói trên đau có bôi kịch độc, còn có sự quyết đoán khi rút đau ra, đâm vào ngực cửu công chúa. Mọi thứ giống như đang diễn ra ngay trước mắt, nhưng tất cả mọi chuyện chàng đã sớm nghĩ ra, tuy là vì để mình thoát khỏi tình cảnh đó, tuy là vì cứu mình một mạng, nhưng khi chàng thực hiện như thế, dù thế nào cũng khiến người ta cảm thấy tâm lạnh. Trần Dung nhắm mắt, trực giác cảm thấy mỏi mệt đến cực điểm. Cả người rất nặng nề, ngay cả sức để nâng ngón tay cũng không có. Qua rất lâu, Trần Dung mới lại mở mắt ra. Ngay khi nàng vừa mở mắt, nàng thấy Vương Hoàng đang nhìn mình chăm chú, trong mắt chứa đầy bất an cùng lo sợ không yên. Nhưng chỉ đảo mắt đã biến mất, khi vừa nhìn lên, vẫn là vẻ cao xa trong suốt, không nhiễm bụi trần. Lúc này Trần Dung không còn chút sức lực gì nữa. Nàng chậm rãi rút tay ra, thấp giọng nói, ta mệt mỏi, thất lang cũng nghỉ ngơi một lúc đi. Dứt lời, nàng nghiêng đầu đi, không liếc nhìn chàng một cái. Người bên tháp vẫn không động đậy. Qua rất lâu sau đó, khi Trần Dung mê man ngủ, nàng nghe thấy một tiếng thở dài vô lực khe khẽ. Sau đó, bước chân đi xa, cửa phòng được đóng lại chương 202, Vương Hoàng đau lòng. Một đêm này, Trần Dung đau đớn mà tỉnh lại vài lần, lại nôn khan hai lần. Mấy tháng trước, nàng mang thai mà không thấy có chút dấu hiệu, hiện tại bị thương, cảm giác không thoải mái dù thế nào cũng sẽ biểu lộ ra. Thức dậy vài lần, đến giờ sửu nàng mới dần dần ngủ mê man. Chưa được một canh giờ, Trần Dung đã tỉnh lại. Sau khi nôn khan hai tiếng, nghe tiếng gà gáy cùng tiếng người nói bên ngoài, Nhìn ánh nắng chiếu rọi, rốt cuộc nàng không ngủ được nữa. Nghiêng đầu, Trần Dung ngắm nhìn bầu trời không chớp mắt. Nắng sớm sáng ngời, một tầng sương bao phủ trong trời đất, bóng cây lay động, bầu trời qua lớp rèm cửa sổ bằng lụa mỏng hơi hơi mông lung lại bao la khôn cùng. Cũng không biết qua bao lâu, một tiếng bước chân lặng yên nhẹ nhàng tới gần nàng. Trần Dung mở to mắt nhìn, không quay đầu, vẫn ngắm nhìn bên ngoài, khàn khàn nói: "Thất Lang thức dậy thật sớm." Tiếng bước chân ngừng lại trước tấm màn, giọng nói thấp cũng khàn khàn của Vương Hoàng truyền đến ta không ngủ được. Giọng nói của chàng nhẹ mà phiêu miểu, giống như bay tới từ nơi xa xôi. Trần Dung không quay đầu, nàng chỉ nhẹ nhàng lên tiếng. Giọng nói thực đạm thực bình tĩnh, giống như cho tới nay, sinh tình khắc vào hồn phách nàng đã lặng yên phai nhạt. Vương Hoàng vẫn không nhúc nhích nhìn nàng, tay áo màu trắng phất phơ trong gió. Một hồi lâu, chàng đi về phía nàng nhẹ nhàng đi đến bên tháp, giọng nói của chàng mềm mại, khanh khanh, ngủ thêm một chút. Trần Dung chậm rãi quay đầu. Nàng nhìn Vương Hoàng. Mỗi khi nhìn thấy chàng đôi mắt đen lấy của nàng đều không tự chủ được mà tỏ rõ sự vui mừng, giờ khắc này lại vô cùng yên tĩnh. Trần Dung nhìn Vương Hoàng giống như nhìn một người xa lạ, một hồi lâu, môi nàng mấp máy, thì thảo nói ta muốn hài tử này. Nàng buông rủ hai mắt, chậm rãi sóc chăn lên, sau đó, nàng vuốt ve bụng của mình. Nhìn phần bụng vẫn bằng phẳng, Trần Dung khẽ nói ta sẽ nuôi nó. Giọng nói của Vương Hoàng vô cùng ôn nhu, được, chúng ta sẽ nuôi nó. Trần Dung chậm rãi lắc đầu. Khi nàng lắc đầu, nàng tinh tường cảm giác được, không khí trong phòng trở nên lạnh lùng. Trần Dung khẽ nói, ta chỉ muốn nuôi nó một mình. Dường như nàng hạ quyết tâm, nói xong câu đó, nàng ngừng đầu, đối diện với sắc mặt trắng bệch trói mắt, đôi mắt vô cùng tối tăm của vương hoàng lẳng lặng nói thất lang chúng ta nàng mới nói ra bốn chữ này tay phải vương hoàng vung mạnh lên ngắt ngang lời của nàng chàng nhìn nàng chăm chú duỗi tay ra cầm chặt cổ tay nàng chàng nắm rất nhanh rất chặt khiến nàng đau đớn không thôi giọng nói của vương hoàng đặc biệt ôn nhu chẳng những ôn nhu còn rất nhẹ nhàng khanh khanh nàng quá mệt mỏi rồi ngủ đi trần dung lại chỉ bình tĩnh nhìn chàng chậm rãi rút tay mình về. Nàng không thể rút tay lại. Gần như vừa động đẩy, vương hoàng cầm càng chặt, sắc mặt của chàng trắng bệch giống như tuyết, mím môi, hai mắt tối tăm nhìn thẳng Trần Dung chăm chú. Cứ thế, chàng cười khàn khàn, nhẹ nhàng nói, khanh khanh. Ta đã buông tha cho địa vị tộc trường, cũng chuẩn bị mọi thứ cho việc quy ẩn, ta còn tính toán, ở chung với nàng tại chỗ này một thời gian ngắn, âm thầm để ý mọi việc, sau đó sẽ làm yên rời chúng ta đến chỗ bằng hữu cũ của ta thưởng gió ngắm trăng chờ con của chúng ta ra đời tới lúc đó người trong thành kiến khang sẽ tin tưởng vương hoàng ta đã thực sự xa rời nhân thế mà giết nàng hay không thì đã không còn quan trọng nữa sau đó chúng ta lại thành thân hốc mắt của chàng có chút đỏ hồng tươi cười lại vô cùng ôn nhu ta đã chuẩn bị tốt cũng đã lên kế hoạch chu đáo khanh khanh vẫn giận sao tay chàng cầm chặt tay nàng mắt chàng nhìn thẳng gương mặt nàng Tươi cười của chàng vô cùng ôn nhu. Trần Dung cúi đầu xuống, nàng nhìn bụng của mình, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Môi nàng mấp máy, nhưng không thoát ra được nửa chữ. Lúc này, giọng nói mềm mại của Vương Hoàng lại truyền đến, khanh khanh, nhường ta một chút đi. Chàng buông lòng tay Trần Dung ra. Trần Dung cẩn thận dịch về phía bên trong một chút. Vương Hoàng sốc chăn của nàng lên cùng nằm xuống tháp, chàng dựa vào thân tháp tay phải vươn ra phía sau đỡ lưng Trần Dung, cúi đầu xuống, tóc đen như mực khẽ rủ, khanh khanh, ta sai lầm rồi, ta thực sự sai lầm rồi. Nàng quên đi việc đó được không? Coi như mọi chuyện chưa từng phát sinh được không? Giọng nói của chàng thật sự rất ôn nhu, trong ôn nhu còn có sự mềm mại như nói bằng giọng mũi, ngữ điệu này khiến cho người ta cảm thấy mềm nhũn đến tận đáy lòng. Trần Dung rủ mắt, nàng nhìn bụng của mình, một hồi lâu, rốt cục nàng nói chuyện, một khắc này giọng nói của nàng khàn khàn nghẹn ngào thất lang ngày đó cửu công chúa đâm trúng chỗ này của ta nàng chỉ vào miệng vết thương lệ sóng sánh trong mắt khi đó ta thật sự rất đau rất đau máu càng không ngừng chảy xuống đoàn đao của nàng ta vẫn cắm ở đây ta muốn rút ra nhưng lại không dám tiếp theo nàng ta lại nói rằng trên đao này đã bôi tịch độc nàng ta sẽ không để cho ta sống sót khi đó ta rất sợ thất lang ta không muốn chết tuyệt đối không muốn chết. Ta còn mang thai con của thất lang mà, thất lang của ta như thế, cốt nhục của chàng nhất định cực kỳ thông minh cực kỳ tuấn tú. Sao ta có thể chưa kịp sinh ra đã để cho nó chết đi chứ? Hai hàng nước mắt dọc theo gương mặt trắng bệch không có chút huyết sắc của nàng chảy xuống, thấm vào trong chăn gấm. Lúc ấy, trước mắt ta choáng váng, đứng cũng không vững, ta rất muốn nằm xuống ngủ. Vì thế ta cảm thấy hoảng hốt, mấy năm nay ta mệt chết đi được, có lẽ chết đi cũng tốt. Nghĩ như vậy, ta lại càng muốn ngủ, nhưng mà sau đó ta chợt nhớ ra, nếu thất lang của ta biết ta chết thì sẽ thương tâm biết bao nhiêu. Chàng mạnh mẽ, bá đạo đến thế, làm sao chàng có thể cho phép cửu công chúa giết ta như vậy? Vì thế ta nghĩ, không được, nếu thất lang đắc tội với hoàng thất thì sẽ rơi vào đường cùng. Ta lại lao tới, khi ở gần cửu công chúa, ta sợ nàng ta cảnh giác, ta còn cười tươi. Rốt cục khi ta đến gần nàng ta, Rút đau ra, đâm vào ngực nàng ta Nàng mở to hai mắt, nước mắt như chân trâu chảy xuống Một giọt lại một giọt, một chuỗi lại một chuỗi Trần Dung nghẹn ngào, nước nở, vô lực, chua xót. Thì Thảo nói, thất lang, chàng không biết rằng ta sẽ đau sao Chàng không biết rằng ta yêu chàng và hài từ này đến thế nào sao Lúc này giọng nói của nàng có chút hoảng hốt Ánh mắt cũng có chút trống rỗng, dường như đang nói chuyện với không khí rõ ràng vương hoàng ngay tại bên người nàng rõ ràng chàng đang ôm nàng nàng lại lầm bầm giống như đang chỉ có một mình vương hoàng nhìn trần dung trong lòng như bị ai bóp chặt chàng vươn tay đập một cái thật mạnh lên ngực đảo mắt chàng buông lòng tay mở rộng hai tay ôm trần dung thật cẩn thận ôm sát nàng chàng cúi đầu hôn lên hàng lệ trên mặt nàng môi vừa áp lên nuốt từng giọt lệ vào trong miệng vương hoàng thì thào nói a à dung ta sai lầm rồi ta thực sự sai lầm rồi từ ngày hôm qua đến sáng nay, câu nhận sai của chàng đã nói đi nói lại vài lần. Trong lúc hoảng hốt, Vương Hoàng nhớ rõ, dường như đây là lần đầu tiên chàng nhận sai. Lúc trước, cho dù chàng làm ra chuyện khác người cỡ nào, chàng cũng không nghĩ tới việc này. Nụ hôn của chàng bối rối, hôn đến khi môi nàng lạnh như băng, chàng dùng đầu lưỡi tách hàm răng của nàng, dò xét vào sâu bên trong. Vừa hôn nàng, chàng vừa hàm hồ nói, A Dung, nàng không thể như vậy, nàng không thể khiến cho ta đã biết đau lòng là tư vị gì rồi sau đó lại không hề để ý đến nàng không thể hiển nhiên chàng thật sự rất hoảng ngay cả việc bản thân đã động vào miệng vết thương của trần dung ngay cả nước mắt của mình lẫn vào trong nước mắt của nàng cũng không phát hiện vương hoàng hôn trần dung tham lam tiến vào sâu trong khoang miệng nàng dường như chàng muốn mượn động tác này làm cho đôi môi lạnh như băng của nàng trở nên ấm áp một chút khiến cho nàng trở lại như ngày xưa Thản nhiên tươi cười với chàng, vươn tay vòng ôm cổ chàng. Chàng thực sự sợ hãi, Trần Dung đã quyết tuyệt với chàng hai lần, lần trước là lúc nàng mặc quần áo màu trắng nhảy vào giữa vạn quân. Khi chàng tìm được nàng, cầu nàng đi cùng mình, nàng mặc y phục màu trắng nhiễm máu đứng dưới ánh tịch dương, ánh mắt lại xa xôi, lạnh lùng như thế. Còn có lần thứ hai khi nàng cầu bệ hạ, Thỉnh bệ hạ cho nàng xuất gia, nàng cũng cười như thế. Tươi cười rõ ràng rất diễm lệ ánh mắt lại lạnh lùng, xa xôi không thể tới gần. Nhưng hai lần kia lại không giống như lúc này. Lúc đó tuy rằng chàng khiếp sợ buồn bực, tuy rằng cũng đau lòng nhưng cảm giác đau lòng đó tính là cái gì. Cũng chỉ cười trừ cho qua thôi. Chỉ có lúc này, lần đầu tiên chàng cảm giác được sự thấp thỏm lo âu. Đêm nay, chàng muốn xử sự như bình thường, quẳng mọi việc qua một bên, bình yên đi vào giấc ngủ, nhưng dù thế nào chàng cũng không thể ngủ nổi. Thắp nến lật sách đọc, trong lòng phiền muộn càng sâu, chàng lại đi bộ dưới ánh trăng. Sau đó, trong lúc bất chi bất giác, chàng lại đi tới ngoài phòng nàng. Chàng biết, đêm nay nàng vì đau đớn mà tỉnh lại bốn lần, lại nôn khan hai lần. Chàng còn dặn dò nhóm tỷ nữ sắc thuốc rồi bón cho nàng uống. Chàng nghe thấy mỗi lần nàng trằn trọc, nghe thấy mỗi lần nàng rên rỉ. Chàng nghĩ rằng mình đường đường là lang gia vương thất, đứng ở bên ngoài phòng phụ nhân còn ra thể thống gì nữa vì thế chàng xoay người muốn rời đi. Nhưng chàng mới đi được một bước thì đứng lại, chàng phát hiện chỉ có đứng ở ngoài phòng của nàng thì trong lòng mới có thể kiên định. Thậm chí vài lần chàng còn đi đến dưới bậc thang, muốn đẩy cửa mà vào. Nhưng chỉ bước vài bước, cuối cùng vẫn dừng chân, thật sự là buồn cười, vậy mà chàng lại sợ hãi, vậy mà lại không dám đi vào. Trong lúc vương hoàng hôn nàng, Trần Dung khẽ cự tuyệt, nhíu mày rên gì nói đau. Vương hoàng cả kinh, vội vàng buông lỏng cánh tay chàng cúi đầu lấy ra một chiếc khăn trong ngực áo vừa lau mồ hôi và nước mắt trên mặt nàng chàng vừa khẽ nói a à dung thế gian này mọi việc đều là như thế hiếm có người hoàn toàn được như ý muốn lần này là ta sai lầm rồi ta cũng hối hận rồi nàng buông bỏ nó đi quên nó đi chỉ có như thế nàng và ta mới có thể viên mãn chỉ trong chớp mắt giọng nói của chàng lại khôi phục bình thản cùng thong dong giống như trước kia Trần Dung khẽ cử động, giọng nói khàn khàn hàm hồ, buông bỏ, quên nó đi ư. Phải, Vương Hoàng lại hôn lên môi nàng, nói với vẻ quyết đoán, quên nó đi, ta biết sai rồi, tất sẽ không làm điều có lỗi với nàng nữa. Nàng nhìn ánh trăng kia, tròn đến mức tận cùng rồi cũng sẽ khuyết. Hoa kia, nở đến mức cực diễm sẽ tàn lụi, mưa, dữ dội đến mấy cũng sẽ không kéo dài lâu, gió cũng là như thế. A à Dung, việc trên đời cho tới bây giờ đều là vậy, đều có khiếm khuyết, không được như ý muốn, có câu nói, ông trời vĩnh viễn sẽ không để cho chúng sinh được hoàn toàn viên mãn. Nếu nàng cứ chấp niệm, đối với nàng và ta cũng không có lợi gì cả. Chương 203, trả lại nàng một đao. Nhìn lên đỉnh đầu, Trần Dung kinh ngạc ra đến mức thất thần. Lúc này, nàng không hề rơi lệ, vẻ mặt tràn ngập cô độc. Sự cô độc này, Vương Hoàng luôn luôn nhìn thấy trên vẻ mặt nàng nhưng chưa bao giờ lại khiến chàng cảm thấy khó chịu như một khắc này chàng giữ chặt vòng eo nàng nói giọng khàn khàn a à dung có ta là đủ rồi cần gì nghĩ nhiều như thế có chàng là đủ rồi trần dung ngơ ngác thầm nghĩ chàng là trường tử vương thị cao cao tại thượng rốt cuộc chàng đã nguyện ý cưới ta nguyện ý mạo hiểm tiến đến cứu ta còn rơi lệ vì ta a à dung hẳn ngươi phải thấy đủ rồi có phải hay không nhưng vì sao trong lòng vẫn cảm thấy buồn bực bất mãn. Nàng ngẩn ngơ nhìn đỉnh đầu, một hồi lâu, khàn khàn trả lời thất lang. Trong lúc vương hoàng trầm mặc không đáp lại, Trần Dung khẽ nói thất lang, trong lòng ta rất khổ sở. Nàng chậm rãi cúi đầu, không hề chớp mắt nhìn vương hoàng, vươn tay vút phe khuôn mặt tuấn mỹ của chàng. Nàng thì thào nói, chàng rõ ràng đã cho phép ta chiếm được rất nhiều thứ, nhưng vì sao ta vẫn cảm thấy khổ sở. Nàng thu tay, chậm rãi nhắm lại hai mắt, chậm rãi dịch người khỏi lòng vương hoàng, từ từ nằm xuống. Nàng đưa lưng về phía chàng, thấp giọng nói ta phải suy nghĩ cẩn thận. Thất lang, ta muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi chàng, muốn một mình suy nghĩ một chút. Tay nàng bất chi bất giác xoa bụng, trước kia nàng chưa từng mang thai, cho tới bây giờ cũng không biết, sau khi mang thai, trong lòng sẽ có một cảm giác kiên định như thế. Rõ ràng nói ra lời phải rời khỏi vương hoàng, cảm thấy từng đợt buồn đau nhưng nàng chỉ cần vuốt ve nơi này đau đớn kia như kỳ tích giảm bớt rất nhiều trong phòng trở nên lạnh lẽo vương hoàng cúi đầu chàng vẫn không nhúc nhích nhìn trần dung chăm chú môi mấp máy khẽ hỏi a dung muốn rời khỏi ta ư trần dung lắc đầu nàng thấp giọng nói không phải ta chỉ là muốn suy nghĩ cẩn thận nàng ngoái đầu nhìn lại vương hoàng trong đôi mắt vẫn còn sót lệ lấp lánh diễm mị bức người khóe miệng cong lên Trần Dung cười mà vẫn dương dương lệ, khẽ nói, thất lang mới vừa nói, thế sự không có chuyện hoàn mỹ. Nhưng chàng vẫn là người không chấp nhận được điều miễn cưỡng mà. Trong lòng ta mang theo đau khổ mà ở chung với chàng, thì thật chàng sẽ thấy mất hứng đúng hay không? Vậy để chúng ta tách xa một thời gian đi. Vương Hoàng lạnh lùng nhìn nàng, khàn khàn nói, nàng đang mang thai, có dung mạo thế này, còn có cửu oán với Hoàng thất, có thể chạy đi đâu. Trần Dung nghe vậy, Hoàng hốt khẽ cười, nàng cúi mặt nhẹ giọng nói không phải ta có chút điền sản ở thành nam dương mạc dương sao ta sẽ thay đổi cách ăn mặc diện mạo cùng đại huynh đến thành nam dương trải qua cuộc sống nông thôn cũng tốt nói như vậy cũng không hẳn theo như lời của nàng chỉ rời đi một thời gian mà là quyết tâm muốn hai người bất hòa cứ như vậy hoàn toàn rời khỏi chàng sao vương hoàng khẽ nhếch môi nhẹ nhàng nói nam dương mạc dương là nơi người hồ hay lui tới trần dung lắc đầu nàng hé môi cười, có nhiễm tướng quân ở đó, dù người hồ có xâm phạm, cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Nàng nói với sự khẳng định mà an tường, có ý nhắc nhở Vương Hoàng, nàng biết rõ một số việc. Vương Hoàng nhìn nàng chăm chú. Chàng vươn tay xoa môi nàng, mơn trớn gáy nàng, giọng nói nỉ non giống như gió xuân, nàng muốn tìm nhiễm mẫn làm nơi nương tựa sao. Giọng nói lạnh lẽo đến kỳ dị. Trần Dung lắc đầu, nàng tươi cười với chàng, nói ta đã có hài tử, y sẽ không chấp nhận đâu. Cho dù nhiễm mẫn nói rất dễ nghe nhưng Trần Dung biết, y sẽ không chấp nhận hài từ này. Trừ phi, nàng nguyện ý làm thị thiếp của nhiễm mẫn, hài từ của nàng vĩnh viễn an phận thủ thường, vĩnh viễn hèn mọn chỉ biết nhét cơm vào mồm ăn mà thôi. Trần Dung tươi cười, lúc này giọng của nàng đã khôi phục vẻ trong trẻ ôn nhu, và lại, ta là người của thất lang mà, ta chỉ rời đi một thời gian thôi, nói không chừng khi nào đó ta hiểu ra, lại chạy về cầu thất lang thu lưu ngay cả khi thất lang thay đổi tâm ý không muốn làm vậy thì cả đời này của ta cũng sẽ không dính líu đến người khác vương hoàng nhìn tươi cười bình thản trên mặt nàng nhìn ánh mắt nàng đã trở nên trong suốt trong lòng giống bị cái gì đó đập mạnh một cái dỗ ràng đang ngồi trên tháp đột nhiên chàng lung lay như bị mất đi chỗ dựa vươn tay nắm chặt cột trụ của tháp chàng nắm quá chặt đến mức tay lộ ra cả gân xanh chàng cắn răng cố gắng một hồi lâu giọng thốt ra mới đạm mặc như bình thường ta đã nguyện ý cưới nàng vậy mà nàng còn muốn rời đi sao không hề để ý bản thân đang mang thai mà muốn rời đi sao lời của chàng vừa dứt trần dung khẽ cười nàng ngẩng đầu nhìn chàng nhìn chàng trong đôi mắt xinh đẹp của nàng mang ý cười vươn tay vuốt ve chiếc mũi cao thẳng vành môi hoàn mỹ của chàng trần dung khàn khàn cười nói đúng vậy thất lang đã nguyện ý cưới ta chàng xem việc ta rút đao từ trong cơ thể ra rút cục đã làm thất lang cảm động, làm cho chàng nguyện ý cưới ta rồi. Nhưng mà, nàng lại muốn càng nhiều, càng nhiều hơn nữa. Điều nàng mong mỏi, tuyệt đối không phải là sự bố thí vì lòng cảm động. Huống chi, nàng khiến chàng mất đi địa vị thừa ghế tộc trưởng vương thị. Có lẽ không có nàng, chàng vẫn có thể tiếp tục phát triển tiền đồ, trở thành trọng thần trong chiều. Làm sao Trần Thị A Dung nàng dám dùng tiện mệnh này để đổi lấy sự thương tiếc, hủy hoại tiền đồ của chàng đây. Trần Thị A Dung nàng đâu thể nguyện ý sửa vào sự thương tiếc ấy mà coi như không có việc gì cùng chàng đi khắp núi rừng đây. Vương Hoàng nghe ra trào phúng trong lời nói của Trần Dung, chàng hơi nhếch môi, nói, không phải ý tứ này. Chàng nhìn nàng chăm chú, còn nói thêm, ta không phải có ý tứ này. Lần đầu tiên, Vương Hoàng cảm thấy cạn ý. Trần Dung rũ mắt, nàng nhật nhạt cười nói, đúng, thất lang không có ý như thế nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thào nói, trời sáng rồi, thất lang còn chưa ngủ đủ, sao không trở về phòng nghỉ tạm đi. Nàng đang hạ lệnh trục khách. Vương Hoàng nhìn tươi cười yếu ớt bình thản trên mặt nàng, lần đầu tiên cảm thấy nó trói mắt vô cùng. Mím môi, chàng nói với giọng mềm mại, A Dung, nàng đã đáp ứng ta. Bất cứ lúc nào, vô luận ở chỗ nào, nàng sẽ vĩnh viễn yêu ta. Nàng đã thề rồi. Giọng nói của chàng thật sự rất ôn nhu, thật sự mềm mại giống như đang làm nũng trần dung nghiêng đầu ánh mắt sáng ngời lúng đồng tiền như hoa nhìn chàng nàng mím môi cười nói ơ ta vĩnh viễn ái mộ chàng yêu chàng vĩnh viễn chỉ có chàng thôi nàng vươn tay xoa bụng mỉm cười nói ngay cả khi ta già đi giang dụng đi đường cũng không nổi ta vẫn chỉ yêu mỗi thất lang có điều thất lang khi đó nhất định nữ nhân đầy cả sảnh đường đúng không trên đời người đáng thương nhất vĩnh viễn là loại người ngu si như nàng. Thật là thông minh cơ trí tuyệt quyết như thế, cũng không biết chàng có thể nhớ mong nàng đủ một năm hay không. Trần Dung lại đẩy vương hoàng gia, sẵn giọng đi đi, đi ngủ một chút đi. Vừa mới đẩy một cái, nàng lại nâng mặt chàng, nhẹ nhàng hôn một cái, cất giọng nỉ non, tha thứ cho ta, nếu ta chưa từng ái mộ chàng như thế vậy chẳng phải tốt hơn sao. Như vậy, hiện tại nhất định nàng sẽ rất vui vẻ trở thành thê tử của chàng cổ tay nàng lại bị nắm chặt chính là do vương hoàng nắm lấy nhìn trần dung chăm chú vương hoàng nói với giọng nghèn nghẹn ta đã thừa nhận sai lầm rồi khanh khanh khi nhìn thấy nàng bất tỉnh ngủ say mãi không tỉnh ta đã biết ta sai lầm rồi ta sai nhiều lắm chàng từ từ nói lúc ấy ta nghĩ rằng tương kế tựu kế mới là biện phải giải quyết nhanh nhất tốt nhất việc giữa nàng và ta a à dung ta không thích bệ hạ quản đông quản tây với nàng rồi lại còn chuyện tứ hôn ta cũng không muốn để đêm dài lắm mộng chỉ cần không lưu ý thì nàng sẽ gặp phải bất chắc trên binh pháp cũng đã nói vì lợi ích lớn hơn có thể bỏ đi một số thứ thích hợp ta cũng nghĩ như vậy ta thật sự muốn bảo vệ a dung không chết ta thật sự muốn nắm mọi quyền chủ động trong tay nhìn thấy gương mặt nàng trắng bệch như tờ giấy nằm trên tháp không thể động đẩy giống như đã không còn hô hấp Ta mới cảm thấy hoảng sợ như bài sơn đảo hải ập đến. Ta mất rất nhiều sức lực mới làm cho bản thân bình tĩnh trở lại. Chàng cầm tay Trần Dung lên che mắt mình, khàn khàn nói, ta cố gắng nhiều như vậy, A Dung lại tức giận ta, thật không công bằng. Chàng từ từ buông tay nàng ra, đứng lên. Trần Dung kinh ngạc nhìn chàng rời khỏi tháp, nhìn chàng lặng lặng đứng ở đầu giường, dài thân ngọc lập, mặt trầm như nước. Từ đứng bên tháp. Vương Hoàng từ từ nói, "Cho tới bây giờ ta vẫn không muốn địa vị tộc trưởng như đồ bỏ kia." Trong ánh mắt kinh ngạc của Trần Dung, giọng của chàng trầm thấp như chuông đồng, "Thế đạo này, các đại gia tộc cũng thế, hoàng thất cũng thế, đều chiếm được thứ mà mình muốn, ai cũng không nguyện ý phá vỡ sự cân bằng. Nếu lúc này làm tộc trưởng, còn không bằng làm một ẩn sĩ." Trước khi chưa gặp được A Dung, ta vẫn luôn tìm thời cơ ẩn lui. Chàng nhìn nàng chăm chú, giọng nói xuống thấp, ngữ khí cũng chuyển thành ôn nhu, khanh khanh vẫn không hiểu ý của ta sao. Ta cưới nàng không phải bởi vì thương tiếc nàng, chàng cười lạnh một tiếng, ngẩng cầm cao ngạo nói, người như ta sao có thể bởi vì thương tiếc một phụ nhân mà không để ý đến điều gì khác, liều lĩnh cứu nàng, cưới nàng chứ. Chàng nghiêng người về phía trước, vuốt nhẹ môi trần dung, thì thảo nói ta không biết tâm tình của ta đối với A Dung là gì. Ta chỉ là, khi nghe thấy nàng rơi vào tay mộ dung khác, hôm qua nhìn thấy nàng mê man bất tỉnh, đột nhiên ta cảm thấy sợ hãi tột đỉnh. Đột nhiên nghĩ rằng, nếu A Dung của ta thật sự đã chết, vậy mọi thứ đâu còn ý nghĩa gì nữa. Vương Hoàng khẽ cười, nói với vẻ tự diễu, ta làm việc luôn không thích giải thích. Thật sự trong mười mấy năm qua, lời muốn nói cũng không nhiều bằng hai ngày nay. Vương Hoàng đứng thẳng lưng, chàng nhìn xuống Trần Dung, phụ nhân này, ngay từ lúc ban đầu chàng đã dùng hết mọi thủ đoạn, cho dù là đẩy nàng vào giữa sóng gió cũng không chịu buông tay. Trước kia, khi chàng làm việc này lại không hề bận tâm. Lúc này cũng không biết vì sao lại thật sự có chút chán ghét, thật sự không muốn nhìn thấy sự quyết tuyệt trong ánh mắt của nàng. Vương Hoàng than nhẹ một tiếng, buông rủ hai mắt, chàng xoay người, thong thả bước tới vách tường phía bên phải, vừa đi, chàng vừa nói một lời của trượng phu, ngàn vàn cũng khó mà mua nổi. Lời nói của ta đều thốt ra từ tâm can phế phủ, nếu a dung không tin ta cũng không có tải cán gì thêm chàng vươn tay sờ bội kiếm treo trên tường rồi dẹt một tiếng rút xuống giờ kiếm lên chàng xoay người nhìn về phía trần dung tóc khẽ bay trên gương mặt tuấn giật thanh hoa mang theo tươi cười cao nhã ung dung tay áo màu trắng phất phơ trong gió thổi qua rèm cửa sổ bằng lụa mỏng mắt chàng sáng ngời ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp a dung bị cửu công chúa đâm một đao lại canh cánh trong lòng như thế là do ta chuẩn bị không chu toàn nếu như thế, ta nợ nàng một đao, nếu không chết, vậy coi như một đao trả một đao, như thế nào? Lời vừa dứt, chuôi kiếm vừa chuyển, trong tiếng thét kinh ngạc chói tai của Trần Dung, phập một tiếng, bội kiếm đâm thật mạnh vào chính ngực bên phải của chàng. Chương 204: Buông tay. Trần Dung bất chấp trên người có thương tích, vội ngã nhào ra khỏi tháp lao tới. Nàng run run người nhìn miệng vết thương kia, đã thấy kiếm đâm vào đó, lại không dám vươn tay. Run rẩy Trần Dung nức nở nói, người đâu người đâu mau tới. Nàng vừa mới gọi, Vương Hoàng đã che miệng của nàng lại. Trần Dung cả kinh, vội vàng kêu lên, chàng không nên cử động. Vì miệng bị bịt cho nên tiếng nói mơ hồ không rõ. Vương Hoàng che miệng nàng, trên gương mặt Tuấn giật thanh hoa vẫn tươi cười, có điều bởi vì đau đớn mà có chút tái nhợt. Chàng khẽ cười nói, A Dung, quả nhiên vẫn đau lòng. Trần Dung vội la lên, gọi đại phu đi mau gọi đại phu đi mà. Có điều vẫn bị Vương Hoàng che miệng nên tiếng nói của nàng vẫn không thể rõ ràng. Vương Hoàng cười cho qua, cúi đầu nhìn kiêm đâm vào ngực, nói, từ nhỏ, tóc ta rơi xuống mấy sợi đều có tỷ nữ chịu trách nhiệm. Cũng nhìn người khác trông kiếm mấy lần, nhưng đến giờ phút này mới biết, bị đâm một kiếm lại đau đớn như thế. Sắc mặt của chàng tái nhợt, tươi cười lại vô cùng ngây thơ. Chàng còn nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn thanh kiếm cắm trên ngực, rồi dòng máu dọc theo thân kiếm uốn lượn chảy xuống. Máu kia từ từ chảy ra, chỉ một lát đã khiến làm ẩm ướt non nửa bộ quần áo màu trắng. Chàng quan sát thật sự nghiêm túc, giống như đang tinh tế thể hội cảm giác này. Nhìn ngắm một hồi lâu, Vương Hoàng thì thảo nói, trước khi ra ra qua đời từng nói với ta, nếu không âm mưu quỷ kế, há có thể thành đại sự. Nếu muốn làm chủ chăm họ, cần phải biết nỗi đau của kẻ kém cỏi, hay sự nghèo túng, sự e ngại vì bất lực. Người còn nói, tính ta chấp nhất, không hiểu đến việc bỏ qua. Người trả lại cho ta một đau nhỏ, muốn ta tự cắt lấy một miếng thịt của mình, từ sự đau đớn đó mà thể hội đạo lý nắm lấy hay buông bỏ. Nhưng ta cử tuyệt, đến hôm nay mới cảm giác được. Chàng nói tới đây, buông tay đang che miệng Trần Dung ra, nhìn thẳng hai mắt nàng, ôn nhu nói, A Dung, ta đã hiểu bản thân sai lầm rồi. Sai thì cũng đã làm, nếu nhất định A Dung không chịu buông bỏ, ta sẽ để nàng rời đi chàng còn nói, chàng sẽ để nàng rời đi. Trần Dung vội ngẩng đầu lên, mở to hai mắt đẫm lệ, không dám tin nhìn chàng. Vương Hoàng cười, nhẹ giọng nói, hai từ ngốc, ngày xưa ta bức bách nàng quá nhiều. Nếu nàng không muốn tha thứ cho ta, vậy cũng hợp tình hợp lý. Chàng lặng lặng nhìn Trần Dung, chậm rãi buông rủ hai mắt, chàng thật sự không thích hương vị đau lòng như bị giày xéo này, tuyệt đối không thích. Mà theo sau sự đau đớn này chủ yếu là nó làm cho người ta cảm thấy bất lực, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Thế đạo này đã khiến người ta thực vô lực, nếu ngay cả trái tim cũng không thể làm chủ thì không khỏi quá mức đáng sợ. Nếu một kiếm này có thể để bản thân hiểu được việc buông tay, vậy cũng đáng giá. Chàng nói tới đây, cất cao giọng quát, người đâu? Một loạt tiếng bước chân truyền đến, hai tỷ nữ vừa bước vào cửa phòng thì đồng thời hét ầm lên, trong tiếng kêu khóc của các nàng nhóm hộ vệ xông tới, quản sự vội vã, Rơi lệ đầy mặt quát mau, mau mời đại phu, mau mời đại phu. Những người này làm sao từng thấy qua vương hoàng như vậy, một đám thất kinh, tiếng thét chói tai, tiếng kêu khóc không dứt bên tai. Lúc này, vương hoàng khẽ quát, im lặng. Lúc này, ngữ khí của chàng đã hơi yếu ớt. Nhìn sắc mặt chàng chuyển thành tái nhợt, quản sự quỳ trên mặt đất, run giọng hỏi, "Lang quân, lang quân, đây là có chuyện gì? Là ai làm vậy?" trong phòng vẫn chỉ có Vương Hoàng và Trần Dung, quản sự nói ra lời này, thì có không ít người nhìn về phía Trần Dung. Vương Hoàng rũ mắt, chàng thản nhiên nói, ngươi không thấy sao. Vết thương này, tất nhiên là tự ta đâm mình rồi. Chàng chuyển mắt nhìn các hộ vệ đứng đầy phòng, nhẹ giọng nói, nếu cơ, ngươi tới xử lý vết thương đi. Hộ vệ kia nhìn chàng, trầm giọng nói, thuộc hạ không dám. Vương Hoàng thản nhiên nói, lại đây đi. Chẳng lẽ đại phu không đến thì cứ để cho Lang quân nhà ngươi đổ máu đến chết sao?" Hộ Vệ kia nghiêm nghị, lớn tiếng đáp dạ. Khi hắn nhanh chóng tiến lên, đã có tỷ nữ lấy kim sang dược tới. Trần Dung đứng ở một bên, nhìn hộ vệ tay chân lanh lẹ rút kiếm ra khỏi vết thương, nhìn hắn dùng tốc độ nhanh nhất bôi kim sang dược lên tấm vải, nhìn hắn băng bó vết thương của Vương Hoàng. Sau khi băng bó xong, hộ vệ kia nặng nề mà thở ra một hơi, lau mồ hôi trên trán nói, may mắn vết đâm không sâu. Lúc này sắc mặt vương hoàng đã trắng bệch như tuyết, làn môi cũng mất đi huyết sắc, chàng dựa vào cánh tay của tỷ nữ để mình vững vàng đứng ở nơi đó, nghe vậy mỉm cười nói, da thịt là của mình, bất chi bất giác vẫn nương tay. Hộ vệ kia cũng gật đầu nói, đúng, nhìn miệng vết thương này, người bên ngoài không thể đâm vào. Lời này của hắn vừa thốt ra, mọi người mới hoàn toàn tin tưởng, kiếm là do chính vương hoàng tự đâm bị thương. Bằng bó miệng vết thương xong, mọi người nâng vương hoàng lên, chậm rãi đi về phía tầm phòng của chàng. Chỉ chớp mắt, trong phòng vừa rồi còn náo nhiệt vô cùng đã trở nên lạnh lùng, ngoại trừ một vũng máu trên đất kia thì cũng không còn gì khác. Dường như tất cả mọi người đều quên mất sự tồn tại của Trần Dung. Trần Dung kinh ngạc nhìn cửa phòng, nhìn đám đông kia đi xa. Nàng vừa mới chuẩn bị cất bước đi theo, giọng của một tỷ nữ từ ngoài cửa truyền đến, lang quân nói, người vẫn đang bị trọng thương không nên cử động nữ lang vẫn nên nằm lại tháp đi bất chi bất giác nàng ta đã sửa lại xương hô gọi nàng là nữ lang trần dung được nhắc nhở mới phát hiện miệng vết thương đau đớn không chịu nổi cả người không còn chút sức lực nàng chậm rãi dựa vào thành tường dịch người về phía tháp nằm trên tháp trần dung nhắm chặt hai mắt một hồi lâu nàng khẽ hỏi đại phu đến chưa giọng của tỷ nữ qua một lúc mới truyền đến, dạ rồi. Hắn nói như thế nào? Đại phu nói, lang quân không bị thương đến tạng phủ, nếu trong vòng hai ngày không bị sốt thì chỉ nửa tháng sẽ khỏi hẳn. Trần Dung không nói gì, nàng nhìn lên đỉnh tháp. Đảo mắt, hai ngày trôi qua, khi trong lòng Trần Dung run sợ lo lắng, Vương Hoàng cũng không bị sốt. Trong hai ngày này, Trần Dung uống thuốc đúng giờ, cẩn thận chăm chút bản thân, thương thế cũng chuyển biến tốt. Trong hai ngày này, nàng chỉ cần tỉnh lại sẽ không tự chủ được nhìn chằm chằm chỗ cửa phòng, thời thời khắc khắc nàng đều muốn hỏi về thương thế của Vương Hoàng nhưng lại không dám. Ngày thứ ba, sau khi Trần Dung ngẩn ngơ một lúc thì khẽ hỏi có kiệu không? Có. Nâng ta đi gặp thất lang. Vâng. Một lát sau, bốn tỷ nữ tiến lên, các nàng cẩn thận nâng Trần Dung dậy, đặt nàng nằm trong kiệu, rồi hai hộ vệ nhấc kiệu lên đi về phía tầm phòng của Vương Hoàng. Ngoài sân, nhóm hộ vệ tỷ nữ vẫn lui tới như thường, bọn họ nhìn thấy Trần Dung thì đồng thời cúi đầu lui về phía sau. Tuy rằng cung kính, nhưng Trần Dung thật sự cảm thấy bọn họ đang trách mình. Cũng đúng, ai mà vô duyên vô cơ tự đâm mình một kiếm chứ. Việc này không cần nghĩ cũng biết là vì nàng. Chỉ chốc lát, Trần Dung đã tới ngoài tầm phòng của Vương Hoàng. Bên trong có vài tiếng người nói lanh lành, hiển nhiên Vương Hoàng đang nghị sự. Hai hộ vệ dừng chân, nhẹ nhàng đặt kiệu xuống, tĩnh lặng chờ một bên. Nghe thấy giọng của Vương Hoàng vang lên, Trần Dung không khỏi dựng lỗ tai, Thái Hậu thế nào rồi? Một giọng nói vang dội truyền đến, Thái Hậu không thuận theo không buông tha. Bà ta nói với khả năng của Hoàng thất sao lại không tìm thấy vài hạ nhân, một nho sinh. Hẳn là lang quân đứng giữa làm khó dễ. Sau một lúc trầm mặc, giọng nói thấp mà suy yếu của Vương Hoàng lại vang lên, phải bảo vệ những người này cho tốt nếu bị thương một người nào thì ta sẽ hỏi tội các ngươi. Vâng, một người khác tiến lên, nói, bẩm lang quân, từ sau ngày quang lộc đại phu mặc y phục màu đó, xuất hiện trước mặt thế nhân, nay trong thành kiến khang toàn bộ ca kỹ cơ thiếp đều mặc y phục màu này. Còn có địa hạ ám quán phát ngôn bừa bãi, nguyện lấy một vạn kim mua quang lộc đại phu, chỉ cần không chết thì đều được. Dừng một chút, người này nói, ám quán này phát ngôn bừa bãi, là chuyện hai tháng trước. Hai tháng trước, khi đó Vương Hoàng và nàng còn chưa trở lại thành kiến khang mà, lúc đó đã có địa hạ ám quán theo dõi nàng rồi sao? Trần Dung dùng mình, địa hạ ám quán thì nàng biết, nó tồn tại đã lâu, cũng không biết có bao nhiêu đại quý tộc, có bao nhiêu đệ tử tư mã thị tham dự trong đó. Ở đó ngươi có thể đạt được tất cả những gì mình muốn. Có lời đồn đãi rằng, Lý Thái Hậu trên đường đi về phía Nam bị mất tích, có người ở địa hạ ám quán thấy nàng ta, khi đó nàng ta đã thành nô lệ để những người này phát tiết tình dục vì nhi tử của Lý Thái Hậu đã chết vì bệnh tật, xưa nay nàng ta lại không bồi dưỡng thế lực, người muốn ra tay với nàng ta không phải bận tâm điều gì. Giọng nói lạnh lùng của Vương Hoàng truyền đến, địa hạ ám quán. Chàng tiếp lời, bọn họ thật sự cho rằng ta không dám động vào nó sao? Người nọ vội vàng nói, lúc này lang quân ở đầu sóng ngọn gió, cần nhẫn nại một chút. Vương Hoàng lắc đầu, nói ta đã nhận lời để nàng rời đi. Phải xử lý ám quán này dừng một chút, dường như chàng lấy gì đó ra ném xuống dưới, người cầm lấy cái này. Đây là lệnh tập kết chỉ trường tử của vương thị mới có, vừa mới làm ra, có thể điều động mọi thế lực của vương thị. Đi đi, ta muốn không còn người nào trong thành kiến khang nghe thấy cái tên địa hạ ám quán nữa. Người nhỏ kinh hãi, khẽ nói, lang quân, lệnh tập kết này, cả đời chỉ có thể dùng một lần thôi. Người dùng nó vì một phụ nhân sao? giọng nói thản nhiên của Vương Hoàng truyền đến, đây là ta nợ nàng. Đây là ta nợ nàng. Sao giọng của chàng lại lạnh lùng như vậy? Dường như lần đầu tiên Trần Dung nghe thấy chàng dùng giọng điệu lạnh lùng như thế nhắc về mình. Chẳng lẽ, chàng muốn báo đáp ân tình của mình, suy nghĩ tìm cách kết thúc quan hệ giữa hai người sao? Dù vài lần Trần Dung đã tuyệt quyết muốn rời khỏi nam nhân này, nhưng hiện tại, khi nàng nghe thấy giọng nói đó của chàng, tâm vẫn trầm xuống. Lúc này, giọng nói của Vương Hoàng chuyển thành nhu hòa, thương thế của nàng thế nào rồi? Một tỳ nữ trả lời, đã có chuyển biến tốt, theo diễn tiến thì chỉ cần một tháng nữa là khỏe lại. Thật không, Vương Hoàng khẽ cười, nhẹ giọng nói, nàng muốn trở về thành Nam Dương. Người đi Nam Dương một chuyến, trước cảnh cáo Nam Dương Vương cùng chúng quý tộc một phen. Rồi mua ngàn mẫu ruộng tốt, hai tòa thôn trang cho nàng. Về hộ vệ thì phái 30 người, 10 tỷ nữ, bắt bọn họ phải hoàn toàn trung thành với nàng. Bản thân ngươi thì sẽ trở thành quản sự của nàng. Nếu nàng mở miệng hỏi đến, ngươi nói cho nàng biết, ta đã hứa rồi, nếu nàng có nam nhân nào thì có thể gả đi. Nếu nàng không muốn để cho ta biết mọi chuyện của nàng thì cũng có thể tìm kiếm mấy người đáng tin cậy rồi để các ngươi rút về. Chàng nói tới đây, dường như vô cùng mỏi mệt, nhắm mắt lại, Trần Dung dựng thẳng hai lỗ tai, nghe thấy tiếng chàng nói nhỏ, Bị phụ nhân mình yêu đề phòng oán hận thực không có ý nghĩa gì. Nàng muốn đi thì để cho nàng đi đi. Chương 205, tặng cho nàng. Trần Dung kinh ngạc lắng nghe, chỉ cảm thấy tai như ù đi, đầu óc choáng váng, tâm loạn như ma. Cắn môi, nàng khẽ nói, "Trở về đi." Hai hộ vệ liếc nhìn nàng một cái, ngật đầu xác nhận, nâng kiệu Trần Dung trở về phòng. Trần Dung rời đi, tiếng nói chuyện trong phòng dần dần dừng lại một đám kẻ sĩ nguy quan bác mang chậm rãi thối lui. Trong đó một người bạch diện trung niên ánh mắt hẹp dài, từ thai phong lưu thối lui đến cửa, thấy vương hoàng ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn nóc nhà xuất thần. Trên gương mặt tuấn giật của chàng giờ phút này tràn ngập cô đơn. Rõ ràng cả sảnh đường hoa cẩm, rõ ràng quần áo cao quý, đôi mắt đen lấy đi đôi với dung nhan được trời xanh ban tặng lại khiến cho người ta cảm thấy hiu quạnh vô tận. Vương Hoàng như vậy, hắn chưa từng gặp qua bạch diện trung niên rút chân về, đến gần vương hoàng. Hắn đi đến bên cạnh vương hoàng, cúi đầu nhìn chàng, bạch diện trung niên thấp giọng thở dài, thất lang cần gì đến nỗi này. Hắn cười nói, giờ phút này thất lang đâu còn tư thái xuất trần, phong tư như thần tiên nữa. Ai, nữ sắc thật đáng sợ. Vương hoàng cúi đầu xuống. Hai mắt chàng đen lấy lặng lặng nhìn bạch diện trung niên kia, nhìn hắn, chàng cong khóe môi, khàn khàn nói ta phải làm sao bây giờ giọng nói của chàng khàn khàn vô cùng, Lan Chi, ta phải làm thế nào cho phải? Lan Chi nheo lại mắt hẹp dài, nói với giọng trêu tức, làm sao bây giờ? Không phải vừa rồi đệ đã quyết định rồi sao? Vương Hoàng vô tâm để ý tới lời trêu đùa của hắn, thậm chí không có tâm trí để mà tức giận, chàng lại ngửa đầu, lặng lặng nhìn góc phòng, một hồi lâu, giọng nói thê lương của chàng truyền đến ta chỉ biết dùng chiêu này thôi. Ngoại trừ nó ra, ta không biết phải làm thế nào mới có thể giữ nàng lại. Chàng thì tháo nhắc lại, ta thật không biết phải làm thế nào mới có thể giữ nàng lại. Nói tới đây, Vương Hoàng Khàn Khàn nói, Lan Chi là người phong lưu, có vô số mỹ nhân ái mộ huynh. Theo lời huynh nói, ta phải làm sao bây giờ? Lan Chi cười rộ lên, phụ nhân kia của đệ không giống người thường, nếu thủ đoạn này của ta hữu dụng, bằng với danh hào của lang gia vương thị người sao có thể phí phạm thời gian đến tận hôm nay. Vương Hoàng nghe vậy cũng cười khổ. Chàng nhắm hai mắt, thấp giọng nói ta không muốn buông tay. Ta sẽ không buông tay. Giọng nói chảm đinh tiệt thiết. Lan Chi nghẹn lời, suy nghĩ một hồi, đột nhiên vỗ hai tay, cười nói có rồi. Vương Hoàng đưa mắt sang, chờ mong nhìn hắn. Lan Chi cười nói tâm của con người, cho dù là phụ nhân hay là sĩ tốt nô bộc, biện pháp tốt nhất để thu phục là tìm ra điều người đó mong muốn nhất. Điều mong muốn nhất vương hoàng nặng nề nhắc đi nhắc lại điều mong muốn nhất ư a dung của chàng ham thích điều gì đây ngẫm nghĩ trước mắt chàng hiện lên bộ dáng tươi cười thản nhiên của trần dung ngày đó khi nàng muốn chàng đâm một kiếm từ sau lưng nàng từng nói qua a dung biết bản thân mình rất tham lam càng ngày sẽ càng muốn nhiều hơn làm thiếp của thất lang thì sẽ tìm trăm phương nghìn kế lên làm quý thiếp nói không chừng còn có thể ra tay hãm hại thê tử của chàng một lần hại không thành thì sẽ có lần thứ hai lần thứ hai không thành thì sẽ có lần thứ ba. Chỉ cần A Dung không chết, sùng tiếp, thê tử của thất lang, chàng cưới bao nhiêu thì ta sẽ hại bấy nhiêu, có bao nhiêu thì sẽ chết bấy nhiêu. Cho nên, trừ phi thất lang chàng đồng ý chỉ cưới một mình A Dung làm thê, chỉ sủng một mình A Dung. Nếu không, cả đời này của chàng, cả đời này của ta cũng sẽ không an bình. Sống ngủ chung gối với lang quân cũng không chỉ có mình A Dung, khi chết chôn chung mộ còn phải cầu xin gia tộc chàng chấp nhận chủ mẫu cho phép. Lam quân, A Dung không phải là người có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Cả đời này, ta sẽ không gọi bất luận kẻ nào là chủ mẫu. Đúng rồi, còn có một ngày kia khi chàng trịnh trọng hỏi nàng có nguyện vọng gì thì nàng cũng nói như thế. Lan Chi nhìn thấy Vương Hoàng tươi cười thì không khỏi tò mò hỏi, để nghĩ gì vậy? Phụ nhân kia muốn cái gì? Vương Hoàng dần dần thẳng lưng, dựa vào tháp, không chút để ý cười nói, nàng muốn cái gì ư? không phải là muốn làm thê tử của ta, còn muốn ta đáp ứng không nạp thiếp nữa sao? Lan Chi nhún mày, cười khởi nói, xem ra khẩu vị của phụ nhân này không nhỏ. Mới nói đến đây, hắn ngạc nhiên mở to mắt nhìn Vương Hoàng, hỏi, đệ sẽ đáp ứng sao? Vương Hoàng vừa ngồi dậy thì động đến miệng vết thương, đành phải nằm xuống. Chàng mỉm cười nói, ơ, trong tim sớm đã chấp nhận rồi. Mấy ngày trước ở thành Nam Dương, khi chàng hỏi nàng có nguyện vọng gì thì trong lòng đã sớm đồng ý lan chi cả kinh hắn nói đệ là trường tử của lang ra vương thị mà thì tính là gì vương hoàng khinh miệt cười nói dưới đao kiếm thân phận cao quý nhất cũng chỉ là một đống xương trắng thế đạo này không thú vị phụ nhân trong thiên hạ cũng vậy nếu a dung của ta muốn thì cứ tặng cho nàng thôi chàng ung dung nói tới đây khóe miệng cong lên giống như hài tử thì thào lầm bẩm ta chỉ muốn nàng đừng tức giận ta nữa. Lan Chi không dám tin mở to mắt nhìn Vương Hoàng giống như đã giải quyết xong một vấn đề hóc búa, cao mày, hắn nghiêm túc nói, Vương Hoàng, đệ là đại danh sĩ trong thiên hạ, một lời thốt ra, ngàn vàn không dễ mua. Ngay cả đệ đã sớm quyết định quy ẩn, thì cũng phải tĩnh lặng chờ thời cơ tái khởi. Nhưng việc hôn nhân thật sự trọng đại, không thể quyết định qua loa. Dù đệ không cần con nối dõi bao nhiêu chăng nữa, không để ý đến cái nhìn thế nhân thì đệ cũng phải để ý chính bản thân mình, nếu về sau cảm thấy chán ghét hối hận thì phải làm thế nào bây giờ? Lời này của hắn cũng có lý, Vương Hoàng nghiêng đầu, híp hai mắt, vừa gõ tay lên tay ghế vừa nhẹ giọng nói chán ghét hối hận. Thiên hạ này ăn bữa hôm lo bữa mai, ngay cả tính mạng và sự phú quý của ta cũng là sự bấp bênh, chẳng lẽ ngay cả trái tim của ta cũng phải lo nghĩ hay sao? Chàng bật cười, nói với vẻ lười biếng, vô tâm, ngay cả ta chán ghét hối hận nàng trên thế gian này ngoại trừ nàng cũng không có phụ nhân thứ hai xứng đôi với ta lan chi huynh và ta đều là người đã quen chuyện gió trăng huynh nói thật cho ta nghe hàng đêm huynh làm tân lang có từng cảm thấy mất mát mỗi sáng thức dậy hay không có người nào khiến cho huynh biết đau biết khổ biết thương tiếc biết sợ hãi biết khủng hoảng vừa nghĩ tới sẽ mất đi mà lo sợ nghi hoặc tột đỉnh hay không lan chi ngẩn ngơ hắn xuất thần Lắc đầu nói, không có. Đúng vậy, không có. Thế nhân trăm ngàn người, có mấy người có thể cảm thụ được điều này đây? Chẳng lẽ huynh còn nghĩ rằng về sau vương hoàng ta còn có thể gặp thêm một phụ nhân nào nữa khiến ta yêu thương như vậy sao? Lan Chi cười vui, hắn lắc đầu nói, đệ là kẻ bạc tình, đối với phụ nhân này đệ đã dành hết mọi tình cảm. Nếu bảo có thể gặp thêm một người nữa thì tất nhiên là không có khả năng. Lúc này Lan Chi suy nghĩ cẩn thận hắn cất giọng cười lanh lành, vươn tay vỗ vai Vương Hoàng, lớn tiếng nói cũng đúng, giai nhân như vậy đâu có dễ gặp. Đệ vừa gặp thì muốn giữ chặt không chịu buông tay cũng phải thôi. Ha ha, ngày xưa ta cũng cười đệ vô số lần, về sau ta sẽ không chê cười đệ nữa. Lan Chi thở dài, đúng là đệ may mắn hơn chúng ta nhiều. Bọn họ đều là là người tùy hứng, bọn họ đi lại trong thế đạo khốn khổ đảo điên, tim của bọn họ thời khắc đều cảm thấy tuyệt vọng chỉ có hương rượu, sự ôn nhu còn có thể làm cho linh hồn của bọn họ được an bình nửa khắc. Đúng là vì tuyệt vọng như vậy nên bọn họ mới phóng túng chính mình, mới phong lưu không thể kiềm chế. Nhưng phóng túng cũng thế, điên cuồng cũng thế, bọn họ vĩnh viễn vẫn cô tịch, vĩnh viễn đều chỉ có thể tâm sự với bản thân. Không có người đồng hành, không có ngày mai, không có chờ mong. Mà hiện tại, Vương Hoàng đã có phụ nhân của mình, có chỗ để linh hồn chàng chú ngụ chàng tâm tâm niệm niệm đều muốn lấy lòng phụ nhân đó, tâm tâm niệm niệm nhớ mọi chuyện của nàng, mà nàng cũng tâm tâm niệm niệm nhớ tất cả về chàng. Trên thế gian, có thể gặp được một người, người yêu nàng, mà nàng cũng yêu ngươi. Hạnh phúc như thế, mấy người có thể đạt được. Cho dù thế gian này trăm ngàn phù hoa, sống chết chỉ trong nhất thời, chỉ cần có một người có thể đồng cam cộng khổ, đồng sinh cộng tử, vậy đã đủ rồi. Hắn xoay người, nghênh ngang rời đi bào phục rộng tung bay trong gió, tiếng ca cao rộng của hắn truyền ra xa, thất thập cổ lai hy, nhất sinh úc úc hữu hà kỳ. Khai khẩu đại tiếu giả, nhất tuế nan đắc tứ ngũ kỳ. Nhược đắc huynh thành phụ, tâm trạng thốn đoạn bất tương nghi. Lắng nghe tiếng hát vang kia dần dần trôi xa, vương hoàng nghiêng đầu cười. Chàng nhẹ giọng gọi, người đâu? Một bóng người xuất hiện ở góc phòng. Vương Hoàng mỉm cười hỏi, khi nào thì nàng khỏi hẳn, có thể hành tẩu du ngoạn người nọ đáp nửa tháng là đủ rồi rõ ràng tỷ nữ kia nói là hai mươi ngày người này cũng nói nửa tháng vương hoàng gật đầu nói nửa tháng sao rất tốt cầm thiệp mời của ta đi ưm mời tất cả bằng hữu tốt của ta tới nói vào ngày giáp ngọ đầu giờ ngọ có chuyện vui nguyện chư quân làm chứng người nọ đáp vâng dứt lời hắn lặng yên biến mất người nọ mới vừa đi một loạt bước chân nhỏ nhẹ truyền đến chỉ chốc lát tỷ nữ vốn hầu hạ Trần Dung đã xuất hiện ở gần cửa. Nàng ta cúi đầu đi vào, thì lễ với Vương Hoàng, rồi nói, bẩm lang quân, sau khi nàng nghe thấy cuộc nói chuyện của lang quân ở ngoài cửa phòng thì vẫn buồn bực không vui, mới vừa rồi dọn cơm nàng cũng chỉ ăn hai miếng, khi nói chuyện với tỷ nữ thì cũng lầm lẫn. Sau khi trở về thì vẫn dựa vào tháp, ngơ ngác chưa từng có động tác gì khác. Vương Hoàng nghiêng đầu, hứng thú lắng nghe lời của tỷ nữ. Tỷ nữ kia nói tới đây thì dừng lại, nàng ta cẩn thận ngẩng đầu nhìn Vương Hoàng, vừa mới ngẩng đầu, Vương Hoàng đã bảo tiếp tục nói. Sắc mặt tỷ nữ khổ sở, nàng ta thì thào nói, không, đã không còn gì nữa. Có rơi lệ không? Không, không có sao, hiển nhiên Vương Hoàng có chút thất vọng, chàng nhíu mày bĩu môi. Đào mắt, chàng lại hỏi, mắt có đỏ không? Chưa từng, ngay cả đỏ mắt cũng không có. Vương Hoàng lại thất vọng, chàng cau mày, vật ống tay áo, ra lệnh, trông chừng, nếu có gì dị thường thì nhanh chóng báo lại. Ngẫm nghĩ, chàng lại dặn dò, không được tiết lộ mọi chuyện của ta cho nàng biết. Những gì ta và ngươi nói càng không thể tiết lộ nửa chữ. Tỷ nữ ngẩn ra, đào mắt lại nhỏ giọng đáp, nàng, thật sự bất an. Vì sao còn phải che giấu? Vương Hoàng nhíu mày, thản nhiên nói, bất an, tốt lắm, tỷ nữ kinh ngạc một hồi, thấy Vương Hoàng không thèm nhắc lại thì thi lễ với chàng, chậm rãi cáo lui nhìn theo tỷ nữ kia rời đi, vương hoàng bĩu môi, nói thầm với vẻ trẻ con, mắt cũng không đỏ, lệ cũng không rơi, còn dùng vẻ mặt thần bí quyết tuyệt như thế làm ta sợ, rồi cứ động một chút lại muốn rời khỏi ta mà đi. Ta không cho ai nói gì cả, cho nàng gian nan khổ sở một chút. Tự nhủ thầm xong, chàng cất cao giọng, người đâu? Dạ, nếu Trần Thị A Dung đến cầu kiến thì từ chối cho ta. Không phải đã chuẩn bị rời xa mình rồi sao? Hừ, chàng sẽ để cho nàng không được thấy chàng, để cho nàng nếm thử một chút khổ sở vì tương tư. chương 206, vui sướng. Thời gian từng ngày trôi qua qua, vết thương của Vương Hoàng Vốn không ảnh hưởng tới tạng phủ xương cốt, lại dùng dược liệu quý báu hữu dụng nhất nên chỉ mất 5 ngày đã khỏi. Có điều lúc miệng vết thương mọc ra non thì vô cùng ngứa ngáy, lại không được gãi, khiến cho người ta vô cùng phiền chán. Ngồi ở trên tháp, Vương Hoàng khẽ nhíu mày, môi cũng mím thành một đường chàng có bộ dạng thế này đã khá lâu nhóm tỷ tỳ và người hầu đều nhẹ tay nhẹ chân e sợ sẽ chọc giận chàng một hồi lâu giọng nói khàn khàn của vương hoàng truyền đến gọi tú cô đến đây vâng một lát sau thì nữ tầm tuổi trung niên hầu hạ trần dung kia đi đến nhìn nàng ta chăm chú vương hoàng hỏi nàng đang làm cái gì giọng nói bình thản nhưng hai hàng lông mày nhăn tít lại biểu hiện rằng chàng không vui tú cô làm lễ quỳ dưới đất Bẩm, nữ lang uống thuốc đúng giờ, ngẫu nhiên sẽ đọc một số sách, đa phần là nhìn ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ mà xuất thần. Đừng có gọi nàng là nữ lang, nàng không còn là nữ lang nữa rồi. Mệnh lệnh này thình lình thốt ra, Tú Cô Cả Kinh vội vàng xác nhận, có điều vẫn tự nhủ thầm trong lòng, hai chữ nữ lang này vẫn là người cho phép mà. Lúc này, Vương Hoàng lại cười lạnh nói, chưa từng nghĩ đến việc gặp ta sao? Tú Cô ngẩn ngơ, một hồi lâu mới lúng ta lúng túng nói, "Nô, nô không biết." Vương Hoàng phất ống tay áo, giọng nói khôi phục sự ôn hòa, "Đi ra ngoài đi." Không biết vì sao, nghe thấy lời lẽ ôn hòa của chàng, Tú cô lại cảm thấy hoảng hốt. Nàng ta thi lễ, khom người lui về phía sau. Đảo mắt, lại hai ngày trôi qua. Lúc này, Vương Hoàng đã khỏi hẳn, miệng vết thương đã mọc xong da non, có thể từ từ đi dạo. Nghĩ đến qua hai ngày nữa thì không cần phải uống thuốc nữa. Vương Hoàng nghiêng người dựa vào tháp, chậm rãi mở to mắt, lại gọi, truyền tú cô tới. Vâng, nửa khắc sau, tú cô lại xuất hiện ở trước mặt Vương Hoàng. Vương Hoàng nghiêng đầu, theo động tác của chàng, một lọn tóc rủ trước mặt chàng, che giấu hai mắt trong suốt sâu thẳm. Thấy chàng không mở miệng, tú cô đang thi lễ thì thào nói, nàng đã có thể đi lại bước nhỏ nếu có người nâng đỡ, miệng vết thương cũng mọc ra non rồi. Lặng lẽ liếc nhìn Vương Hoàng một cái, thấy thần sắc chàng bất động, nàng ta tiếp tục nói, mấy ngày nay vừa dậy lúc sáng sớm thì hay bị nôn mửa. Mỗi ngày, nàng sẽ hỏi một số bà đỡ về việc dưỡng thai sinh đẻ, nàng còn bảo nô báo cho nàng biết mọi thay đổi ở bên ngoài. Tú cô ngậm miệng. Sau một lúc lâu, giọng nói thanh nhuận ôn nhu của Vương Hoàng truyền đến, chưa từng nhắc tới ta sao? "Vâng," giọng của Tú cô trầm thấp tới mức đáng thương. Vương Hoàng tươi cười, chàng chậm rãi đứng lên áo bào trắng theo gió tung bay. Đi thôi, giọng của lang quân rõ ràng mang theo ý cười, tú cô lại cảm thấy ngữ khí hơi lạnh lẽo, lại mang theo chút phiền chán. Có điều cảm giác này đào mắt đã biến mất, khi lọt vào tai, giọng nói kia còn tăng thêm vài phần mềm mại ôn nhu, nhìn xem nàng thế nào. Vâng, dưới sự vây quanh của nhóm tỷ nữ, Vương Hoàng rất nhanh đã đi tới sân viện của Trần Dung. Nhìn tầm phòng lặng yên không tiếng động, chàng dừng bước chân, sau khi đứng ngơ ngẩn một lúc, bước chân của vương hoàng lại đi nhanh hơn. Đảo mắt, chàng đã bước vào cửa phòng. Lúc này Trần Dung đang đưa lưng về phía chàng, vén rèm cửa sổ bằng lụa mỏng nhìn phong cảnh bên ngoài. Nàng mặc xiêm y đỏ rực như lửa, bộ y phục kia lấp lánh rực rỡ trong nắng sớm. Mái tóc mỹ nhân bồng bềnh như đang múa, y phục đỏ khiến dung nhan xinh đẹp như ngọc. Nhìn ngắm như thế, Trần Dung da trắng như tuyết, tóc đen như mực y phục như lửa, xinh đẹp diễm lệ kinh người. Trong lòng vương hoàng vốn ảo não, không biết tại sao nhìn thấy nàng thì sự ảo não lại biến mất hết, chỉ còn lại mềm mại nơi đáy lòng. Chàng đến gần nàng, chậm rãi đi đến phía sau nàng, vương hoàng vươn tay. Chàng ôm eo nhỏ của nàng, trong lúc Trần Dung không thể tự kiềm chế mà run rẩy thì chàng nghiêng đầu chôn bên cần cổ nàng. Người thấy hương thơm chỉ thuộc về nàng, cảm giác được sự tồn tại của nàng, giọng thầm thì có chút buồn bực, có chút tương tư của Vương Hoàng vang lên, sao không đến thăm ta? Bàn tay Trần Dung đang đặt lên bậu cửa sổ chậm rãi giơ lên, vừa mới giơ lên lại vô lực hạ xuống. Dụ mắt, Trần Dung khẽ nói, ngày ấy ở ngoài cửa, ta đã nghe thấy Thất Lang an bài, vốn đã chuẩn bị rời đi, cần gì phải tới gặp. Thấy rồi chỉ chọc tương tư mà thôi. Vương Hoàng nghe nói như thế, cánh tay ôm eo nàng càng thêm chặt, chàng cười lạnh nói, nếu đã tương tư thì đừng nên rời đi nữa. Giọng nói có vẻ nghiến răng nghiến lợi. Trần Dung kinh ngạc vì thấy chàng tức giận, nàng chậm rãi quay đầu. Đối diện với gương mặt nàng, Vương Hoàng cảm thấy hoa mắt. Giờ phút này sắc mặt Trần Dung trắng bệch như tuyết, hai mắt sáng ngời ướt át, diễm quang bức người, đồng thời lại có sự yếu ớt làm cho người ta thương tiếc. Nàng chớp chớp lông mi thật dài, tay đặt trên bậu cửa sổ rốt cục dơ lên, vuốt ve gương mặt chàng thất lang giọng nói rất nhẹ rất mềm mại, mang theo nghẹn ngào. Từ khi nhìn thấy hai mắt Trần Dung ướt át, Vương Hoàng đang nhíu mày cũng dần dần giãn ra. Giờ phút này nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của nàng, chàng lại nhoẻn miệng cười, vui vẻ đáp ơ. Trần Dung khàn khàn nói ta, ta không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng nâng lên hai mắt lấp lánh lệ, Si ngốc nhìn chàng khẽ nói, A Dung luyến mộ thất lang đã lâu nhưng từ đầu đến cuối đều không nghĩ rằng sẽ có một ngày có thể cùng thất lang nắm tay. Môi nàng run run, nước mắt như chân trâu chảy xuống hai gò má, thất lang, hôm nay ta cứng rắn muốn rời đi thì còn có thể, nếu có một ngày, nàng đã quen với hạnh phúc với hưởng thụ mà chàng cho nàng, còn có cuộc sống không sầu không lo với hài tử mà chàng lại không chút lưu tình đẩy nàng ra, sao nàng có thể chịu nổi. Lúc này, nàng và chàng ở thành Nam Dương ấm áp khoái hoạt như thế, ngay cả nàng bị mộ dung khác mang đi, chàng đã bỏ mặc mọi thứ, cứu nàng trở về. Điều này làm cho nàng có ảo tưởng, có khát vọng không nên tồn tại, rồi một đau kia thực sự làm cho nàng sợ hãi. Nghĩ đến, nếu là trước kia, chàng đối với nàng như vậy nàng đã khó mà có thể chấp nhận. Vương Hoàng nghe vậy, môi mím thành một đường. Đúng lúc này, đột nhiên Trần Dung mở rộng hai tay, vòng ôm cổ chàng nàng ôm rất đột ngột cũng rất chặt trần dung vẫn không nhúc nhích ôm vương hoàng thật chặt vương hoàng giật mình chậm rãi chàng cũng vòng ôm người nàng chàng ôm chặt nàng ôm chặt trần dung vào trong lòng vương hoàng cúi đầu xuống môi chàng mấp máy chàng muốn nói chắc chắn mình sẽ không buông tay chàng lại muốn nói nhân sinh khổ đoàn cuộc sống ngắn ngủi cần gì nghĩ ngợi lo lắng nhiều như thế chàng lại muốn nói nàng không đi được đâu ta sẽ không buông tay đâu. chàng suy nghĩ vô số câu, nhưng lời đến bên miệng thì lại nuốt xuống. một hồi lâu, vương hoàng nhẹ giọng nói ta dừng một chút, chàng thì thảo nói, a dung, nàng muốn ta làm cái gì? nàng nói ra đi, ta đều làm được. ngữ khí của chàng mang theo cầu xin, nàng đừng đi, chỉ cần nàng đừng đi. nói như vậy, trần dung quả thực không thể tin được là lời từ miệng vương hoàng nói ra. ngữ khí này nàng rất quen thuộc là ngữ khí ngày xưa khi nàng luôn nói chuyện với chàng, đây là một việc làm không tự giác khiến bản thân giống như hạt bụi ngửa đầu lên cầu xin. Trần Dung vội ngẩng đầu, mở to hai mắt đẫm lệ không dám tin nhìn Vương Hoàng. Vương Hoàng nghiêng đầu, né tránh ánh mắt nàng. Trần Dung vẫn mở to mắt nhìn. Một hồi lâu, nàng thấp giọng nói, "Được." Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng nói thêm, "Được, ta không đi nữa." Mấy chữ vừa thốt ra, Vương Hoàng nhếch miệng cười vẻ sung sướng không thèm che giấu, thậm chí không thể khống chế mà bộc lộ ra, làm cho tim Trần Dung cũng bay bổng theo. Nàng vươn tay ôm cổ chàng, hôn lên môi chàng, khẽ cười nói, đàn lang, đàn lang. Đàn lang là tiếng gọi âu yếm người trong lòng của nhóm nữ lang đương thời. Sau khi Trần Dung gọi hai tiếng, cảm giác không thể biểu đạt vui mừng của mình, mặt mày hớn hở kêu gọi, thất lang, có giờ khắc này, có những lời này của chàng, ngay cả khi có một ngày bị chàng vứt bỏ, ta phải tự thiêu, ta cũng không hối hận. Con người mà, dù sao cũng phải cá cược một lần mà, chẳng phải sao. Nếu lòng chàng như lòng ta, vì sao còn phải buông tha chứ? Trong mắt nàng lấp lánh ánh lệ, mặt mày vui vẻ, động lòng người nói không nên lời. Vương Hoàng có chút ngẩn ngơ, chàng thật không ngờ, bản thân làm nhiều việc như vậy, suy nghĩ nhiều cách đến thế, bồi hồi bối rối đã lâu mà không bằng một câu nói này. Nhưng đầu, chàng nhíu mày nghi hoặc hỏi, vì sao a dung vui mừng như thế chàng thật sự không rõ bởi vậy lời này hỏi ra rất nghiêm túc trần dung lại cười khanh khách ôm cổ chàng dựa vào trong lòng chàng cười vui không ngừng nàng không nói cho chàng biết đây là lần đầu tiên nàng rõ ràng cảm giác được chàng yêu nàng nàng luyến mộ chàng sâu đậm mà chàng cũng luyến mộ nàng sâu đậm đây là lần đầu tiên con tim phiêu bạc của nàng trở nên kiên định lần đầu tiên nàng nói cho chính mình biết chàng sẽ không tổn thương mình lần nữa. Ngay cả một ngày kia nàng già đi, mà chàng gặp một nữ tử trẻ tuổi tuyệt mỹ, chàng cũng sẽ xử trí thích đáng, sẽ không đến mức ngay cả đường lui cũng không để lại cho nàng. Đàn lang của nàng, trước kia luôn cao cao tại thượng, ngay cả nói thích nàng, cũng cứ như là bố thí. Ngay cả cứu nàng khỏi tay người hồ, đào mắt lại tính kế nàng, đẩy nàng vào chỗ nguy hiểm. Chàng chưa từng khiến cho nàng cảm thấy kiến định, ngoại trừ giờ khắc này vui mừng ập đến như thủy triều trần dung vui mừng đến mức không thể khống chế tiếng cười của mình vương hoàng lại hỏi hai tiếng thấy không nhận được câu trả lời của nàng thì không khỏi ngậm miệng lại dần dần chàng bị sự vui sướng của nàng cuốn hút nên cũng mỉm cười hai người ôm nhau sung sướng dường như trải rộng vô cùng vô tận đảo mắt mười ngày trôi qua vết thương của trần dung đã khỏi hẳn một ngày này tuy rằng mới chỉ sáng sớm thái dương đã mọc lên từ phía đông diễm lệ chiếu rọi cả trời đất. Ngồi ở trong xe ngựa, Trần Dung nhìn cửa thành càng ngày càng gần, thấp giọng hỏi, thất lang, không có người nào nhận ra ta chứ? Không đợi vương hoàng trả lời, nàng lại hỏi, thất lang, chúng ta sẽ ra khỏi thành sao? Vương hoàng dựa tháp, cười nhẹ, nói, yên tâm, không có ai nhận ra nàng đâu. Lúc này, xe ngựa của chàng đi theo đoàn xe ngựa chậm rãi chạy ra khỏi cửa thành dù đã được vương hoàng tam đoan trần dung cũng vẫn khẩn trương đến khi xe ngựa ra khỏi cửa thành nàng mới kinh ngạc hỏi vì sao bọn họ không kiểm tra rõ ràng hai bên cửa thành có không ít vệ sĩ hoàng gia vì sao không có ai đòi kiểm tra vương hoàng không đáp chỉ có ánh mắt trong sáng nhìn nàng mang theo ý cười phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn